độc đáo nghệ thuật vẽ tranh trên chảo nóng. Thưa quý vị, nói đến món ăn thì theo đánh giá của người dùng ngày nay, nó không chỉ đơn thuần là ngon, đáp ứng được yêu cầu về dinh dưỡng mà còn phải được trình bày tạo hình như thế nào cho bắt mắt. Chính vì vậy mà đòi hỏi người làm ra món ăn cũng phải có năng khiếu về mỹ thuật và phải có óc thẩm mỹ và sự sáng tạo cao. Một đơn cử cho sự kết hợp thú vị giữa ẩm thực và hội họa chính là nghệ thuật vẽ tranh trên chảo nóng, còn có tên gọi khác là Pancake Art. Được biết, loại hình này đã xuất hiện tại nhiều nơi trên thế giới, nhưng ở nước ta thì đây là một loại hình nghệ thuật hoàn toàn mới mẻ. Và mới đây thì họa sĩ Lê Phong Giao, người từng được biết đến là nghệ sĩ vẽ tranh cát nổi tiếng, đã bất ngờ chia sẻ một đoạn clip vẽ tranh trên chảo nóng 180 độ do chính anh thực hiện, khiến cộng đồng mạng vô cùng thích thú. Sau khi được người bạn giới thiệu một clip vẽ tranh trên chảo nóng do một người nước ngoài thực hiện, anh Giao đã rất thích thú và bắt đầu thực hiện những tác phẩm đầu tiên. Hỗn hợp dùng để vẽ tranh gồm bột, bơ, đường, trứng, sữa. Sau khi hòa trộn, anh Giao đổ chúng vào một chiếc bình như thế này để những nét vẽ được mảnh và gọn gàng hơn. Loại hình vẽ trên bánh này thì mình vẽ giống như vẽ âm bản vậy đó. Là sau khi vẽ xong, lật cái bánh lại thì nó mới ra được một cái tác phẩm chính, tức là một cái hình vuông bản. Thì bột thì chỉ có một loại bột thôi, nhưng mà muốn tạo ra những cái màu đậm nhạt khác nhau thì mình phải tính toán sao cho những cái nét vẽ trước thì nó sẽ có màu đậm hơn những cái nét vẽ sau. Với khả năng hội họa sẵn có cùng thao tác thực hiện nhanh gọn, anh đã cho người xem tận mắt chứng kiến quá trình sáng tạo tác phẩm tranh trên chảo nóng hoàn hảo. Những tác phẩm tạo ra không chỉ đẹp mắt mà còn ăn được, khiến cho trẻ em trong gia đình anh rất thích thú.